Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh điện tử SEO. Trong chương trình video hôm nay các bạn, tôi xin trình bày với các bạn một dụng cụ mới. Thì như các bạn biết, ở trong cái chuyên ngành điện tử này, các bạn hàn lắp linh kiện, các bạn sửa chữa, thì những cái dụng cụ là nó phải cần thiết các bạn, nó phải đầy đủ cho các bạn để các bạn làm. Mà cái video này tôi xin trình bày với các bạn một dụng cụ, đó chính là cái súng khò này các bạn, hay còn gọi là tay khò này các bạn. Thì như các bạn biết rồi, khi mà chúng ta hàn linh kiện thì những cái linh kiện chân cắm chúng ta có thể sử dụng những cái mỏ hàn các bạn nhé. Còn đối với những cái linh kiện mà dán các bạn, linh kiện dán, ví dụ như giờ như linh kiện này các bạn này đó, thì các bạn phải cần có một cái thiết bị, một cái dụng cụ, đó chính là cái tay khò này. Cái tay khò này thì các bạn mới làm gì? Các bạn mới lấy những cái linh kiện này ra một cách dễ dàng. Đó, lấy linh kiện này ra một cách dễ dàng. Chứ còn nếu như các bạn sử dụng mỏ hàn, nó cũng lấy được các bạn, nhưng mà nó khó các bạn. Nó khó là gì? Nó khó là các bạn sẽ phải đắp chì vào đây. Chúng các bạn phải xả chì dưới đây, rồi các bạn sẽ để cho nó nóng toàn diện rồi các bạn lấy ra. Thì ví dụ bây giờ các bạn có một cái tay khò như thế này, thì các bạn sẽ làm nó dễ như thế nào, tôi sẽ trình bày với các bạn như thế này. Đây các bạn, bây giờ chúng ta sẽ lấy thử bằng cái tay khò này các bạn nhé. Đây, ví dụ bây giờ chúng ta sẽ lấy cái linh kiện này ra. Các bạn thấy tôi sẽ lấy nó ra như thế nào? Chờ nó nóng một chút. Đây các bạn, rất dễ lấy ra các bạn nhé. Thay vì các bạn phải sử dụng là mỏ hàn để các bạn lấy ra, nhưng với tay khò thì các bạn sẽ dễ lấy hơn. Đấy các bạn, lấy rất dễ các bạn nhé. Đó các bạn. Các bạn thấy một cái tay khò lấy linh kiện dán rất nhanh, hoặc thậm chí là các bạn khi các bạn hàn lại thì các bạn cũng hàn nó rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần gắp linh kiện vào đây, các bạn khò xuống, đây các bạn thấy linh kiện này được hàn lại trong bo bằng cái đèn khò này các bạn này, rất dễ dàng các bạn nhé. Như vậy thì các bạn thấy là cái tính năng cũng như nhiệm vụ của tay khò nó rất là lợi hại. Thì các bạn biết rồi, trong tất cả các ngành nghề thì cái dụng cụ, cái thiết bị mà các bạn sử dụng để các bạn thi công cũng như các bạn gá lắp, hoặc kể cả những cái nghề đại khái như thợ mộc các bạn này, thợ xây này các bạn này, thậm chí một số cái nghề ngành nghề khác, nữ trang vàng bạc các bạn, thì cái dụng cụ nó rất quan trọng các bạn. Thì chúng ta làm nghề điện tử này nó cũng không ngoại lệ đó, nên thành ra hôm nay tôi muốn giới thiệu các bạn đến cái tay khò của trong cái chuyên ngành của chúng ta. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem trong cái tay khò này nó cấu tạo như thế nào các bạn, nó cấu tạo thế nào để chúng ta từ trên đó chúng ta sẽ làm ra một cái máy khò hoàn chỉnh để chúng ta sử dụng trong cái ngành điện tử của chúng ta. Rồi bây giờ tôi sẽ khái quát các bạn sơ về cái tay khò, và chúng ta sẽ mở cái tay khò ra để chúng ta sẽ nghiên cứu ở trong đó nó có cái gì các bạn nhé. Đây các bạn, đây là cái tay khò
mà tôi muốn giới thiệu các bạn. Ở đây cái tay khò này là cái tay khò 858D các bạn này. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái tay khò ra và tôi sẽ giới thiệu với các bạn ở trong này xem nó có cái gì các bạn nha. Cái tay khò này thì các bạn cũng liên tưởng đến cái gì? Ở nhà các bạn hay có cái máy sấy tóc các bạn. Cái máy sấy tóc thì cái tay khò này nó cũng có cái dạng cấu tạo tương tự như vậy các bạn. Nhưng nó có một số cái tính năng khác đi nữa. Là nó như thế này. Cái máy sấy tóc của các bạn á thì nó cũng có cái gì các bạn? Nó có một cái dây sợi đốt là cái chủ đạo. Cái máy sấy tóc có cái dây đốt là cái chủ đạo các bạn nha. Thì đây cái tay khò 858D mà tôi muốn trình bày các bạn ở đây nó cũng vậy các bạn này. Đây. Tôi sẽ mở nó ra cho các bạn xem. Đây các bạn. Đây là cái buồng đốt của nó đây các bạn này. Buồng đốt của nó đây các bạn. Sau khi các bạn tháo một số ốc trên cái thân vỏ nó ra thì nó có cái cấu tạo như thế sau. Đây. Ở đây có một cái quạt. Cái quạt này là cái quạt mini thôi các bạn nhá. Ở đây nó có tác dụng như các bạn. Nó đẩy cái hơi nóng. Đẩy cái hơi nóng trong cái buồng đốt thì đi ra các bạn. Đẩy hơi nóng trong buồng đốt ra. Thì các bạn bật cái máy sấy tóc lên thì các bạn cũng thấy cái tình trạng đó, tức là trong nó có cái quạt gió, rồi cái dây nung các bạn, cái dây mây so đó, nó nung nhiệt ở trong cái buồng đốt này, cái buồng nóng này, rồi cái quạt gió sẽ đẩy cái hơi nhiệt ra đi qua cái này. Cái tay khò này á thì nó có thêm cái gì các bạn, có thêm cái ống này này các bạn này, ống gom nhiệt này các bạn này. Đó, thì nó cũng giống như cái tình trạng của cái kia thôi. Này nó còn hơi nóng. Đấy các bạn này. Đó, có cái ống gom nhiệt như vậy. Cái ống gom nhiệt thì nó có mấy ống được các bạn nha. Đầu to, đầu nhỏ, nó tùy theo cái loại mà các bạn sử dụng cái loại nào. Ở đây các bạn này, nó có một cái trạm dây. Cái trạm dây này các bạn này, trạm dây để chúng ta hàn. Cái dây đốt là cái thành phần chính. Ngoài ra trong cái dây đốt này các bạn này, trong cái buồng đốt này các bạn này, trong cái buồng mà nung nhiệt này các bạn này, nó có một cái sensor cảm biến nhiệt. Có một sensor cảm biến nhiệt các bạn. À, nó có sensor cảm biến nhiệt ở đây. Nó sẽ cảm biến được cái nhiệt độ trong đây. Rồi nó đưa ra hai cái sợi dây các bạn. Nó đưa vào hai cái sợi dây. Hai cái sợi dây này nó truyền về cái trạm hàn thông qua cái giác này. Chuyển về trạm hàn thông qua cái giác này để cái gì các bạn, để nó sẽ điều khiển cái trạm khò đó các bạn, nó sẽ điều khiển cái điện năng hay nói cái khác là cái năng lượng cung cấp cho cái dây mai so trong này nó nóng ở một mức độ nào và tùy theo các bạn điều khiển đó. Đó là cái tính năng đơn giản của cái tay khò, tức là nung nhiệt lên bằng điện hay các bạn nhá, nung cung cấp điện, mà cái cung cấp điện đặc thù của cái dây mai so trong này các bạn là sử dụng điện 220 các bạn nhé. Thành ra cái tay khò này khi chúng ta làm chúng ta chú ý nó là điện 220. Rồi ở đây thêm một cái các bạn, các bạn thấy ở dưới chỗ này và ta sẽ sử dụng một cái công tắc các bạn. Cái công tắc này là cái công tắc gì các bạn? Cái công tắc mà nó có cái tác dụng là nó sẽ khi chúng ta gác cái tay khò lên cái vật nào các bạn, ví dụ như là cái vật mà có 5 châm các bạn, thì cái công tắc này là công tắc từ các bạn nhé. Khi chúng ta gác cái tay khò lên cái có từ trường các bạn, để nó hít cái công tắc này, nó ở trạng thái là thường đóng hay thường mở, để nó điều khiển đóng cắt cái tay cái phần mà cấp nhiệt cho cái buồng đốt này. Đó, cấp điện chứ bạn, cấp điện cho buồng đốt này. Như vậy thì các bạn hiểu là gì? Các bạn hiểu là gì? Các bạn, đây, nó như thế này. Tức là ở đây 220 các bạn này. Điện AC 220V. AC các bạn. Đi vào đây. Sẽ cấp điện cho cái dây mai so này.
Đây dây máy xo các bạn này. Đó. Cung cấp. Rồi ở trong cái buồng, đây là cái buồng đốt các bạn này. Cái buồng đốt này. Các bạn có một cái cảm biến. Một cái cảm biến nhiệt. Cái cảm biến nhiệt các bạn. Để tôi vẽ cái màu nó ra cho các bạn dễ nhìn. Đó. Các bạn, đây, điện đi vào đây các bạn này. Nung cái cuộn dây này. Đó. Rồi cái dây may so này. Cái dây may so này khi nó nóng lên các bạn thì nó sẽ cái cảm biến, cái sensor cảm biến nhiệt này nó sẽ cảm nhận được. Đây cái sensor nhiệt các bạn. Cái sensor nhiệt này nó sẽ sinh ra một cái điện áp nhỏ thôi các bạn. Và nó đưa về, nó đưa về cái trạm điều khiển cái kho để cho cái kho nó hoạt động. Đó. Các bạn hiểu nôm na như vậy. Rồi. Còn ngoài ra nó còn có một cái công tắc. Cái công tắc các bạn. Và nó còn một cái công tắc. Một cái công tắc. Và nó có một cái công tắc. Cái công tắc này đóng hoặc mở thì nó ngừng hoặc nó sẽ cung cấp điện 220 cho cái dây nùng này. Đó. Rồi cái thành phần nữa là cái gì các bạn? Nó có một cái dây lên nữa các bạn để cấp điện. Điện cho cái súng khò này, cho cái quạt gió này. Để cái quạt gió này nó làm cái gì các bạn? Đó, ngoài ra nó còn có thêm một cái cặp dây nữa. Một cặp dây nữa các bạn. Cái quạt gió này thực chất nó là cái gì các bạn? Nó là một cái motor DC. DC. Các bạn, nó có một cái quạt gió DC nữa các bạn. Đó. Quạt gió DC này thì nó có điện áp từ 12 cho đến 24V. Tùy theo cái tay khò người ta thiết kế các bạn nhé. Từ 12 đến 24V DC. Đó. Như vậy, nói một cách chính xác là cái tay khò nó có bao nhiêu các bạn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nó có 8 cái đầu ra các bạn. 8 cái đầu ra. Cái tay hàn, cái tay khò này, cái tay khò là 858D. Thì nhiều khi nó có một cái loại số, cái loại này nó có 5 dây nữa các bạn. Nhưng ở đây tôi trình bày các bạn ở cái dạng cụ thể nhất của cái tay khò này là nó có 8 đầu ra các bạn. À, 8 đầu ra. Thì như vậy các bạn thấy tại sao nó 8 là 2 dây của công tắc này, 2 dây của cảm biến này, 2 dây để cấp điện 220 vào để nung cái cuộn dây này lên, nung cái cuộn dây đốt này lên. Và 2 dây còn lại là nó sẽ làm gì các bạn? Nó sẽ cấp điện áp từ 12 đến 24V cho cái motor DC này. Đó, như vậy các bạn sẽ hình dung ra được. Hình dung ra được cái tay khò này nó cấu tạo như thế nào, dây như thế nào. Đó. Thì cái dây như thế nào ở trên này nè các bạn này. Đó, các bạn sẽ tìm hiểu, nó cũng có nhiều tài liệu và tôi sẽ đưa cho các bạn nhìn trên cái sơ đồ tôi trình bày trên đây thì các bạn sẽ thấy. Đây là cái sơ đồ nối dây của cái tay khò này. Đó. Như vậy các bạn đã hiểu được cái tính quan trọng của cái tay khò cũng như cái cấu tạo của cái tay khò 858D này. À, để các bạn sẽ làm một cái việc, đó là cái việc chúng ta sẽ chế tác một cái trạm để điều khiển cũng như cung cấp năng lượng cho cái tay khò 858 này. Đó. Như vậy các bạn nhé. Rồi video này tôi xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúng ta sẽ thực hành, chúng ta sẽ tìm ra một cái phương pháp, cái cách làm của một cái tay khò, điều khiển cái tay khò 858 này. Cái việc này nó rất là lợi hại trong quá trình mà chúng ta thi công cũng như chúng ta hàn gá hoặc chúng ta sửa chữa về những cái bo mạch điện tử, và trong quá trình mà các bạn học cũng như các bạn nghiên cứu cũng như các bạn thực hành ở trên cái chuyên đề của cái ngành điện tử của chúng ta.
Rồi, video trên đây tôi xin tạm dừng đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào các bạn.